Ngày 1 tháng 2, đại diện Sở Y tế Phú Thọ cho biết trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Nhật Bản ngày 18 tháng 1 đã được cơ quan chức năng nước Nhật Bản kết luận trường hợp này âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ đã quyết định giải phóng tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với công dân Nguyễn Văn Tài đang thực hiện cách ly y tế là 364 người bắt đầu từ 15 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Các trường hợp cách ly khác liên quan đến người đi đến từ vùng dịch nhập cảnh trái phép vẫn thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phú Thọ hiện chưa có trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2.